Thank you.
ở ra cặn bã mồ hôi chất thừa. Cắt cô nhét. Lời là con người lấy vào khí oxy, thức ăn, nước, thải ra khí carbonic, phân, nước lẻo, mồ hôi. Con chọn đáp án là D. Cả A, B, C đều đúng. Nước thải ra cặn bã mồ hôi, phân nước tiểu. Cho để mà phòng y tế rồi để nhắc phòng y tế.